video này đã lên xu hướng ngay sau khi nó được đăng tải lên TikTok và mình cũng đã được xem nó ngay sau đó vì có một vài bạn tag tên mình. Nhưng cho đến hôm nay thì mình mới làm video về nó vì thực ra thì mình cũng đã rất đắn đo trước khi đưa ra quyết định sẽ làm về vụ án của Sarah Pay này. Muốn biết vì sao thì hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đây là video về vụ án của Sarah Pay, một cô bé được cho là đã mất tích trong khi đang chơi cùng với anh chị em của mình ở gần nhà. 16 ngày sau, của Sarah được tìm thấy trong một ngôi mộ nông. Quay trở lại năm 2000, Sarah có tên đầy đủ là Sarah Evelyn Isobel Pay, 8 tuổi, sống ở Surrey, nước Anh, cùng với người mẹ tên là Sarah. Người mẹ cũng tên là Sarah luôn nha, còn người cha thì tên là Michael Pay. Ngoài ra thì Sarah còn có hai người anh là Lee, 13 tuổi và Luke, 11 tuổi và một cô em gái có tên là Charlotte, 6 tuổi. Người mẹ nói rằng Sarah là một cô bé vô cùng nữ tính, thích màu hồng, thích hoa và rất thích những nàng tiên. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2000, Sarah cùng với gia đình của mình trở về thăm ông bà, những người đang sống ở cạnh bờ biển West Sussex. Thế nhưng chuyến đi của họ hóa ra lại trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Vào buổi chiều tối ngày 1 tháng 7, Sarah cùng với hai người anh và đứa em gái nhỏ của mình chơi trốn tìm ở cánh đồng ngô gần nhà ông bà. Được một lúc thì cô bé bị ngã và bị đau chân. Sarah lúc này đã khóc lóc và chạy thẳng về nhà ông bà và đó cũng chỉ là một cái phản ứng bình thường của trẻ con mà thôi. Thấy em gái mình chạy về, thế nên người anh Lee, 13 tuổi đã chạy theo. Khoảng cách giữa hai người cách nhau đâu đó chừng chỉ 100m. Thế nhưng mà khi Lee vừa mới sảnh mắt khỏi em gái mình 30 giây thì Sarah đã biến mất. Và đó cũng là lần cuối cùng Lee nhìn thấy em gái của mình còn sống. Khi Lee tìm khắp cánh đồng ngô và không thể thấy Sarah thì anh đã biết có điều gì không ổn xảy ra. Anh đã chạy ngay về nhà để báo cho người lớn. Cả gia đình đổ ra ngoài để tìm kiếm Sarah quanh khu vực và khi họ không thể tìm thấy cô bé nữa thì họ đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì điều đầu tiên họ làm là hỏi hai người anh và cô em gái của Sarah về việc chuyện gì đã xảy ra trước khi cô bé biến mất. Lúc này thì người anh Lee mới nói rằng khi ra đến rìa của cánh đồng ngô để đuổi theo Sarah thì anh ta đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng lao đi. Đặc biệt là người đàn ông điều khiển chiếc xe này trông rất bẩn thỉu và nhếch nhác và ông ta thậm chí còn vẫy tay với anh nữa. Lúc đó thì Lee không nghĩ nhiều mà chỉ tiếp tục tìm kiếm em gái của mình. Anh chỉ nghĩ rằng có thể cô bé đang trêu anh thế nên trốn ở nơi nào đó mà thôi. Thế nhưng sau khi Sarah được xác nhận đã mất tích thì mọi người bắt đầu nghi ngờ rằng người đàn ông trong xe tải đó chắc chắn có điều gì đó liên quan đến sự bốc hơi của cô bé 8 tuổi. Một cuộc tìm kiếm trên diện rộng đã diễn ra, cảnh sát và các tình nguyện viên đã lùng sục khắp khu vực để tìm manh mối. Và rất nhanh thì tin tức này đã đưa lên khắp những chương trình thời sự. Cha mẹ Sarah hầu như lên sóng mỗi ngày để cầu xin sự giúp đỡ từ tất cả mọi người. Và quả thực thì vào ngày 10 tháng 7, cảnh sát đã nhận được tin rằng một vài người đã nhìn thấy một bé gái giống hệt như mô tả về Sarah tại Cheshire, cách nơi Sarah mất tích khoảng hơn 300 km. Mặc dù cuối cùng nó lại là một thông tin sai, nhưng dù sao thì nó cũng đã mang đến cho cha mẹ Sarah một niềm hy vọng. Thế nhưng niềm hy vọng đó phần nào bị dập tắt khi chỉ 3 ngày sau thì cảnh sát đã thông báo với họ rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Họ nói rằng sau tất cả các cuộc điều tra thì khả năng Sarah còn sống và mạnh khỏe rất thấp. Và đúng như vậy, vào ngày 17 tháng 7 năm 2000 thì một thi thể nhỏ bé được tìm thấy trong một ngôi mộ nông và nơi đó cách nhà ông bà Sarah chỉ khoảng hơn 24 km. Mất không lâu để pháp y và gia đình xác nhận rằng đó chính là thi thể của Sarah Payne. Từ một vụ mất tích ở cánh đồng ngô, giờ đây lại trở thành một vụ giết người. Mà thời điểm tử vong được xác định là vào đúng ngày mà Sarah mất tích. Không còn gì có thể bàn cãi, bất cứ ai đã làm điều này với cô bé Sarah thì chắc chắn là một con quỷ, không có nhân tính. Giờ thì đến công đoạn điều tra và truy lùng hung thủ. Thật ra thì ngay sau khi Sarah mất tích thì cảnh sát đã có ngay trong đầu một kẻ tình nghi rồi. Đó chính là Roy Whitling. Roy là một kẻ có tiền án tiền sự về việc bắt cóc và làm tổn thương một cô bé 8 tuổi trước đây. Thế nhưng mà hắn lại không phải trả một bản án thích đáng mà chỉ phải nhận án tù 4 năm. Lý do chỉ đơn giản là hắn đã ra đầu thú và được hưởng khoan hồng. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại. Roy chỉ phải đi tù 2 năm rưỡi và sau đó được thả tự do, trong khi bác sĩ tâm lý đã nói rằng khả năng hắn tái phạm tội là rất cao. Roy Whitling được thả tự do vào tháng 11 năm 1997. Và sau khi được thả tự do thì mọi người thấy hắn thường lảng vảng ở khu vực bể bơi địa phương. Sau khi Sarah mất tích thì quả thực có một số thám tử đã đến nhà hắn để hỏi một vài câu hỏi. Và thực tế thì nơi hắn sống lại khá gần với nhà ông bà Sarah. Và hắn đã trình bày với cảnh sát về chứng cứ ngoại phạm của mình là vào khoảng 5:30 đến 9:30 tối cái ngày mà Sarah mất tích thì hắn đang đi dự hội chợ ở một thị trấn khác cách đó chừng 30 km. Thế nhưng mà trong khi nói chuyện với cảnh sát thì một tờ giấy trong túi của hắn đã rơi ra. Nội dung của nó là hóa đơn tiền xăng của Roy vào ngày 1 tháng 7
tại một trạm xăng ở Kuham. Nói chung là địa điểm và thời gian thì đều chứng minh rằng Roy Whitling đang nói dối về chứng cứ ngoại phạm của mình. Và theo cách đó thì Roy đã bị bắt về đồn cảnh sát để thẩm vấn sâu hơn. Thế nhưng mà hắn đã từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của cảnh sát. Thế nên sau 3 ngày thì cảnh sát bắt buộc phải thả tự do cho hắn vì không đủ bằng chứng để giam giữ hắn thêm nữa. Vào ngày 20 tháng 7, tức là 3 ngày sau khi thi thể của Sarah được tìm thấy, thì cảnh sát xác nhận có một cuộc gọi nói rằng có một chiếc giày đã được tìm thấy ở Kuham. Đó là một chiếc giày bệt màu đen, giống như là giày của những bé gái, và nó nằm lăn lóc ở bên vệ đường đã nhiều ngày rồi. Và chiếc giày đó nhanh chóng được xác định là thuộc về Sarah Payne. Vào ngày 23 tháng 7, Roy đã ăn cắp một chiếc xe và bị cảnh sát truy đuổi khắp thị trấn cho đến khi hắn tông vào một chiếc xe đang đậu ở bên đường và sau đó bị cảnh sát bắt. Sau đó thì Roy đã lãnh 22 tháng tù giam vì tội ăn cắp và chống người thi hành công vụ. Và trong khoảng thời gian hắn bị bắt thì cảnh sát đã lục soát nhà hắn và họ đã phát hiện ra một chiếc xe van mà Roy đã mua 7 ngày trước vụ mất tích của Sarah. Khám xét ở bên trong thì họ đã kinh hoàng khi thấy những vật dụng như là dao, dây thừng và một vài loại dây cứng dùng để trói. Ngoài ra thì còn có đồ chơi trẻ em, kẹo bánh và chăn gối có họa tiết của trẻ em nữa. Một cuộc điều tra pháp y đã được thực hiện ngay lập tức và họ đã tìm thấy một sợi tóc màu vàng. Sợi tóc sau đó cũng được xác định là thuộc về Sarah Payne. Và các bạn còn nhớ về chiếc giày bị mất của Sarah Kuham không? Trên chiếc giày đó thì có dấu vết của một loại sợi vải và nó đã trùng khớp với loại vải trên chiếc ghế sau của chiếc xe van này. Cơ đó đã quá đủ bằng chứng để buộc tội Roy Whitling có liên quan đến vụ án của Sarah Payne đúng không? Mặc dù mọi bằng chứng đang chống lại mình, thế nhưng Roy Whitling vẫn kiên quyết không nhận tội, thế nên vụ án này tiếp tục trong quá trình xét xử. Bồi thẩm đoàn sau đó đã lắng nghe một vài nhân chứng, trong đó có Lee, 13 tuổi, là anh trai ruột của Sarah. Mình đã nói rằng trong cái ngày mà Sarah mất tích, thì Lee đã nhìn thấy một người đàn ông trong chiếc xe van màu trắng và hắn thậm chí còn vẫy tay lại với cậu ấy nữa. Và Lee đã nói rằng người đàn ông đó nhìn rất giống với ngoại hình của Roy. Ngoài ra thì hai người khác cũng đã làm chứng rằng vào cái ngày mà Sarah mất tích, tức là ngày 1 tháng 7 đó, thì họ đã nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng đậu bên đường gần cái nơi mà thi thể Sarah được tìm thấy. Không còn gì có thể chối cãi nữa. Thế nên vào ngày 12 tháng 12 năm 2001 thì Roy Whitling chính thức nhận án tù chung thân. Ít nhất thì hắn sẽ phải chịu án tù 40 năm trước khi được xét bất cứ một loại ân xá nào. Mà 40 năm sau thì cũng là năm 2041, khi đó hắn đã 82 tuổi rồi. Nếu như các bạn nghĩ rằng câu chuyện sẽ dừng lại ở đây thì không. Việc một tên có tiền án tiền sự về quấy rối như Roy tại sao lại có thể ở trong một khu dân cư mà không có sự giám sát của cảnh sát? Điều này đã khiến người dân và đặc biệt là gia đình nạn nhân Sarah hết sức phẫn nộ. Thế nên người mẹ Sarah đã quyết định phát động một chiến dịch yêu cầu chính phủ phải thay đổi luật rằng bất cứ công dân nào cũng có quyền được biết có một kẻ biến thái nào đang sống ở trong khu vực của họ hay không. Được sự đồng thuận rộng rãi, thế nên vào năm 2011 thì chiến dịch đó đã được áp dụng thành một bộ luật được gọi là luật Sarah và nó sau đó ngay lập tức đã được phổ biến trên khắp nước Anh và cả xứ Wales nữa. Không lâu sau đó thì người mẹ cũng đã viết một cuốn sách có tên là Sarah Payne, A Mother's Story, tạm dịch là Sarah Payne, câu chuyện của người mẹ. Rõ ràng là vụ án đã xảy ra từ lâu nhưng sự đau buồn của nó vẫn còn mãi mãi. Và đặc biệt là đối với gia đình nạn nhân, người mẹ sau đó đã bị đột quỵ và bị liệt một phần cơ thể. Và còn người cha vì quá suy sụp trước sự ra đi của con gái, thế nên ông đã trở nên trầm cảm và uống nhiều rượu hơn. Sau đó không lâu thì hai vợ chồng cũng đã ly dị. Đáng buồn nhất là vào năm 2014 thì người cha được tìm thấy đã chết tại nhà riêng do trước đó được chẩn đoán mắc một căn bệnh có liên quan đến việc uống quá nhiều rượu. Còn về Roy Whitling, kẻ độc ác nhất trong câu chuyện ngày hôm nay thì hiện nay vẫn còn đang phải trả giá trong nhà tù Wakefield. Tại sao mình lại nói là trả giá? Vì hắn luôn phải sống trong lo sợ rằng những tù nhân khác sẽ tấn công mình. Theo như mình được biết thì những tù nhân phải vào tù do những tội trạng có liên quan đến trẻ em thì thường sẽ bị những tù nhân khác cho vào danh sách đen, tức là họ rất là khinh bỉ những kẻ như thế. Và thực tế là Roy đã bị tấn công thật, tổng cộng là khoảng 3 lần và mỗi lần thì đều bằng một loại vũ khí khác nhau. Mặc dù vết thương không quá nặng nhưng đó cũng đủ khiến tinh thần hắn không thể nào ngủ yên được trong suốt quãng đời còn lại. Đó là tất cả những gì mình tìm hiểu được cho vụ án của Sarah Payne nổi tiếng trên TikTok khoảng nửa tháng trước. Không thể phủ nhận rằng mạng xã hội ngày nay đã cho chúng ta biết nhiều hơn về những vụ án tưởng chừng như đã chìm và quên lãng. Nhờ đó thì chúng ta cũng nên cảnh giác và phòng tránh hơn đối với những sự vật, sự việc tưởng chừng như là vô hại xung quanh chúng ta hàng ngày. Hãy để lại những vụ án mà các bạn muốn mình tìm hiểu thêm ở dưới mục bình luận và nhắc tên mình trong những video xu hướng trên TikTok nữa nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.